Golden Field, thương hiệu hàng đầu về vỏ máy tính, nguồn máy tính và quạt tản nhiệt. Các sản phẩm của Golden Field luôn luôn đáp ứng các tiêu chí chắc chắn, an toàn, dễ sử dụng. Vỏ máy tính Golden Field với kiểu dáng độc đáo, khung vỏ dày dặn, kết cấu vững chắc, giảm rung chấn và bền bỉ với thời gian. Nguồn máy tính của Golden Field luôn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn điện, tiết kiệm điện hiệu quả. Các sản phẩm tản nhiệt của Golden Field với thiết kế thông minh cho lượng gió lớn, chống rung, giảm ồn cùng hiệu ứng đầy màu sắc. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập website patek.com.vn hoặc liên hệ hotline để được hỗ trợ tận tình. Tiết lộ 4 bí mật trọng yếu trên chiếc xe tự lái cấp độ 4 của Vingroup, thế giới chưa ai dám tự tin cấp độ 5. Với những người lần đầu tiếp xúc với khái niệm xe tự lái, nhìn cảnh này khác nào như ma làm. Mới đây, video về một chiếc xe tự lái được chia sẻ mạnh trên các trang mạng. Điều đáng nói là trên chiếc xe không có ai ngồi ở vị trí lái, tự đi như ma làm, có thể đánh lái tránh vật cản. Thực tế, đây là chiếc xe do Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn Vin Big Data thuộc Vingroup nghiên cứu và vận hành thử nghiệm trên đảo Hòn Tre, Nha Trang. Theo thông tin được tiết lộ, mẫu xe này dự kiến hoạt động chính thức vào năm 2022. Nhờ áp dụng một loạt công nghệ và trang bị tân tiến như trí tuệ nhân tạo, hai cảm biến Lie Detection and Ranging, 6 camera, HD Map, chiếc xe điện này có thể đạt tự hành cấp độ 4, có thể nhận diện vật cản, tự động chuyển làn, tự động đỗ xe. Trong 5 cấp độ tự hành của xe điện, đạt được tự hành cấp độ 4 là một điều rất đáng nể. Sau đây là 4 bí mật trọng yếu của chiếc xe này. HD Map, bản đồ chi tiết cao. HD Map là viết tắt của High Definition Map, tức là bản đồ có độ chi tiết cao. Bản đồ này khác với kiểu bản đồ chúng ta sử dụng như trên ứng dụng của Google Map. Với xe tự hành, bản đồ mà chiếc xe sử dụng cần phải có độ chi tiết về địa hình lên tới từng cm. Bản đồ này được thiết lập và lưu trữ từ trước, đóng vai trò như một căn cứ để chiếc xe định vị được vị trí trong khu vực và nhận biết được địa hình. Camera góc rộng. Có thể thấy trong video, chiếc xe có 6 chiếc camera góc rộng với 2 chiếc hướng về phía trước, 2 chiếc hướng về phía sau và 2 chiếc ở hai bên hông xe. Đối với việc tự hành, camera là một kiểu giác quan giúp chiếc xe có cái nhìn thực tế về môi trường xung quanh. Nếu như HD Map được thiết lập từ trước và có thể sẽ không giống với thực tế thì dữ liệu từ camera sẽ là một căn cứ khác giúp chiếc xe cảm nhận được môi trường thực tế. Cảm biến LiDAR. Tên tạm dịch của cảm biến này là dò tìm và định vị bằng tia laser, Light Detection and Ranging, tức là chiếc xe có một máy quét sử dụng tia laser liên tục quét trong quá trình chiếc xe vận hành. Tia laser này phát ra sẽ phản hồi lại với thiết bị thu tín hiệu. Bằng cách so sánh thời gian phản hồi của tia laser, máy tính có thể xác định được vật cản và vị trí chính xác so với chiếc xe, điều mà camera chưa làm tốt. Trí tuệ nhân tạo AI. Tín hiệu thu về từ các giác quan trên đều được đưa về hệ thống máy tính trên xe để xử lý. Hệ thống trí tuệ nhân tạo có vai trò như một bộ não, ghi nhận thông tin và xử lý dữ liệu. Có thể giải thích một cách đơn giản nguyên lý hoạt động của trí tuệ nhân tạo là so sánh dữ liệu và đưa ra quyết định. Khác với lập trình khi máy tính sẽ luôn cho ra một kết quả chính xác, trí tuệ nhân tạo AI được phép mắc sai lầm, nhưng chính sai lầm nó mắc phải sẽ là một dữ liệu tốt để nó tự học và tự cải thiện. Hiện nay, vì chưa có công ty nào trên thế giới có thể tự tin khẳng định đã đạt được tự lái cấp độ 5, nên việc phát triển xe tự hành hiện nay đã chia ra theo nhiều trường phái. Theo Soha.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.